Ôi, tụi số top 2 này, bắn anh thế này mà vẫn bị tụi số top 2. mình không biết là anh mấy em ra hôm trước có chơi cùng dev không, nhưng mà sao chơi ác thế. Reaction time anh em ơi. Đấy, dev Nguyễn này, mục đích mới luôn. Ôi, bây giờ ấy, bây giờ mà cho dev mượn, anh dev của anh dev đi. Mà quả mượn quả ác VIP 10 nhờ. Thì nó khác biệt đấy. Cái đấy. Vua bánh, vua bắn hay vừa đẹp, à vừa bắn hay vừa đẹp trai con mẹ. Cái đây này. Vào chưa, che đi bắt là đầu được đấy, bắt đầu đấy. Rồi để xem em ơi, để rồi. Để xem đẹp quyết bắn chứ kích xem như nào nào. Ui điên mà. Cái đâu đây? Cười ơi. Kiểu cái đồ họa game em chắc chắn là đầu tiên là nhìn cái đồ họa game là đã thấy mà. Còn hai này. Nét này em smoke này, lát mít này. Lát mít. À đây nét. Hai. Qua cửa mít đi. Giáp này. Đắp bằng kim rồi. Rồi chiến thuật các kiểu như vậy, nhưng mà đây là bắn ở tân binh. Từ sắt đánh game này phải đúng. Cái này. Còn chửi luôn à? Ui rồi. Tuổi lơ luôn mà. Từ sắt đánh game này phải đúng phong tục chứ, phải sắt ôn lên. Tuổi lơ. Hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà mình không biết nhá. Sau nếu mà hy vọng là mình nữa. Kiểu người thành công còn lối đi trước. Ơi highlight này. Em tay lên shot này, Đây rồi. Ronaldo. 3 đồng. Làm 4 luôn. Tèm vá đâu sao? Hay quá anh ơi. Nên này. Mình mong là một lần kiểu anh gặp một lần cao thủ ấy nhỉ. Vào mấy kênh cao cấp là như kiểu gặp cậu chủ hay là gặp thần hướng hay thứ xem như nào. Để xem là kiểu bắn có lại được không ấy, kiểu thế. Không hiểu kiểu gì. Cẩn thận shot nha, Shot. Lên em. Một điếu. À, cái này đéo có cái rai à? Thằng nào không bom. Đã biết anh ơi. Ổn cười. Áp đảo quá. Headshot. Nói chung là pick vào đầu thì nó là dễ nhờ. Anh chỉ bắn một viên thôi. Nhá. Hai. Mẹ em vừa nhá đấy, em vừa cố tình. Hai. Rồi nhá, từ. Nó cờ mít. Nào sao lại dám, mình bắn cũng đỉnh phết đấy rồi. Ui, mẩy vãi lộn sao ấy. Cái là cái phản xạ quá nhanh nhờ. Cẩn thận nhá, còn một thằng nữa, thằng này chắc mình phải học mãi với kiểu cái khả năng pick vào đầu ấy, bắn vào đầu ấy. Hay quá. Cái này thì nói chung là nó ngấm vào máu anh em ạ, chơi game gì kiểu mấy game FPS này thì một thời gian là nó quen ngay. Boom. Lại bỏ hack. Pick bỏ hack thì tính ra là mình chưa dùng bao giờ luôn đấy. Một bạn này. Nên này. Đắt tao mẹ vào đầu thằng xuống bên nó đấy. Còn không. Em lên này. Rồi, từ nhá. Ui. Nhẹ nhàng nhờ, làm đúng phiền luôn anh em ạ. Đi go. Thấy chưa? Đấy chưa, cao thủ người ta bắn còn trượt như thế anh em cứ chê mình già. Thấy không, người ta bắn hay thì hay thật nhưng mà nhiều pha lắm phải. Nhồn. Làm content cho khán giả chứ vậy. Đấy là làm content anh em chứ không phải bắn ngu đâu. Đấy là làm content. Càng tem. Ui, ba giải luôn kìa. Nét sai này. Không giải luôn. Nét sai, chết sai. Hay quá. Còn đâu. Xuống đây rồi. Xuống đâu rồi. Ai, xót quay. Hay quá. Đấy, người có chuyên môn anh em ạ, người có chuyên môn chơi. Mày sắp thôi. Ôi, còn 13 máu này. Xem dám lên pick được. Còn 13 máu thôi. Tôi yếu, bạn ơi. Sô ca yếu. Tôi yếu. Mở đố bạn. Móc shot kìa. Thằng em phải đép này. Anh ơi. À, mình xin đốp. Để xem đép bắn ốp thằng. Đây rồi. Đây rồi. Đâu lấy được.
Ê, tao nghe nó chạy đến đây. Đây rồi, còn mạnh. Để rồi, ốp 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 ốp. Để ra nào, phải ốp ra nào. Ôi, một viên. Hai quá. Hai viên rồi. Ui, trời ơi, thương. Cái nét, cái nét. Rồi, rồi, để em. Cái nét luôn. Rồi, đợi tí, đâu có đó thì cho. Ôi. Trời. Trời quá. Di chuyển lăn léo, gọi là né đạn cũng đỉnh đấy. Ok. Rồi, cái... Okay. Ôi giời ơi, mình móc hết. Em mày không móc này đi làm sao có thể. Được, được. Thành công là người có lối gì riêng. Ôi, tụ số top 2 này. Bắn anh thế này mà vẫn bị tụ số top. Còn mẹ mày là lên. Đùa. Mình không biết là anh mấy em ra hôm trước có chơi cùng Dev không. Nhưng mà sao chơi ác thế. Ôi, ôi. Ôi, làm hai đầu luôn, làm hai mạng luôn. Quốc Hướng đã uy sen 5.000 đồng. Từ đấy họa mi không còn nữa. Cảm ơn người nhá. Vẫn ăn, vẫn làm được hai mạng mà. Được. Ơ, game này có phải pay to win không nhỉ? Hay là eSport nhỉ? Phải pay to win không các bạn? Chỉ là in nhiều tích nhỉ? Tự nhiên là nhiều tích nhỉ? Tôi hỏi đang chơi vui vẻ là hỏi pay to win không? Rồi sau ăn nguyên quả nếp. Cái gì đấy? Thằng kia đáng ngu. Hít chọc cả bom. Nhơn. Nhơn. Trời ơi. Nói chung là đấm mồm, đấm đầu địch lắm anh em. Đừng cản anh điên rồi. Một khi anh đã điên rồi. Đúng ạ. Khi nào dình đép anh nhá. Đúng rồi, khi nào dình đép xong rồi vào và thể hiện cho anh em. Anh em chính thích bắn như thế nào đi. Hướng nhá. Anh với em kiểu là khi nào chắc mình không biết là sau này đép có chơi lại game này không. Nhưng mà hướng thử dình vào. Một kill. Thể hiện cái nào. Dành cho Đẹp Nguyên, rất tay đến với chỉ có Đẹp Nguyên. Hai Đẹp Nguyên. Đổi map rồi kìa. Út. Nghe thấy à? Ở trong smoke luôn mà. Đây em thấy một thằng lén lút ở đây lắm, lén lút ở đây lắm. Bây giờ đây. Còn hai này. Hờ bắn đồng đội luôn. Ui anh phê. Sao em thi thảo trang bắn kinh thế? Cái đâu gì đây? Ngập anh em ạ. Đấy, nó phải như thế. Đấy, mà con bi thôn nó không gì. Ủa mày em rồi thì. Ơ, Mai Hải Đăng à, lần đầu donate cho anh, cảm ơn Mai Hải Đăng 6.000 qua Momo nhé, cảm ơn em. Kiểu gì khóc mẹ khẩu súng cột. Ờ nhá. Ờ đây ơi, có copy thôn rồi này. Cái gì đây? Thôi. Địp bại em có khẩu 6 nào, hiệp đổi xuống hiệp, địp bại xuống em xịn hơn. Địp bại xuống em xịn hơn. Sao không bắn ta? Lậu, hay. Không bắn được được bị thôn à, chắc là chỉ quen bắn đen. Tình huống rất khó dành cho những top 1 là 15 mạng kìa. Bom đã được đặt, tình huống là 2v2 nhưng mà hai thành viên có cho mình chỉ được có là 36 máu và 65 máu mà thôi. Caster Caster Đẹp Nguyễn. Đã biết là ông nào? À Khánh ok. Khánh ơi, trời ơi Khánh ơi, dùng nó biết nào. Một đó này. Là một có Hama, Zogama, 1v1, ngách bên phải on the right. On the right. Đã phải. Tôi có thằng kia là làm ăn 5 mạng kìa. Cao thủ chứ, nhiều người chơi hay anh em ạ. Ôi bà Z luôn này. Nào, bom đâu đây? Còn 5 máu thôi. Điều nào? Bên này Inferno còn hỏi đi đường nào. À, đây à? Inferno. Inferno phiên bản thiếu kinh phí à. Hai phải này, một trái này. Pick này, nó đâm chết. Pick chưa rồi. Phản công. Ờ. Giờ hít mùi đạn cái này chết này. Đổ xuống rồi, được sang AK rồi. Defuse, MK cho. Còn có 5 máu MK cho. Đi luôn. MK cho. Phải kéo ông đi trước. Ờ, vẫn thắng rồi, 6-3 anh em. Mình vừa rồi là ông đéo nào nhỉ? Bảo ông đấy nhá. Đợt nào mà người ta khám đi nhập ngũ ấy, ở nhà luôn đi. Mẹ ra chiến trường cầm súng hết mẹ lại đi. Bắt nhau cái đéo gì. Ôn. Cover phải, nhìn phải đi. Rồi ra đây, ra chung, đắp một cái này. Ôi dồi mà. Có một team bạn bắn hay nhá. Có một team bắn M4 hay. Cái gì đấy? Thằng này anh truy kích luôn mà. Sao có cả kim thêm một. Đây không, em súng bé lên. Em tăng cơ. Bị bắn nó cay quá luôn á. Tìm hack đúng nhưng mà hình như có hack đúng không? Truy kích mình có hack mà đúng không? Em hiểu. Ít vãi luôn. Yêu, đuổi. Ờ, chơi mà hình như chơi mấy cái map. Đang kê rồi nhá. Bắn này là đạn, cho bắn. Hai. Hai.
đéo gì đây? Secret không có. Đéo không được luôn, Secret thì được nào. Đi con mà. Em nói thật là cái khẩu này không phải ai trên thế giới này cũng dùng được đâu. Đếm được vài người thôi. Em là một trong những người đầu tiên đấy. Má làm sao? Gọi là cáng tém. Ui, có Fury luôn à? Có Fury mà C4 luôn, mày cúc vậy. Mày ném lưu đạn Silver thử xem nào. Check này, check này, check này. Ui rồi ôi. Chết một. Dạ A thôi, A clear, over, A clear. Trên này còn bố hốp này, còn bố hốp trên này. Em có góc này hay lắm, em có góc này hay vãi luôn. Rồi vào đi. Heaven ở đâu ấy? Rồi. Hơi áp đảo rồi. Tao nhìn nó đít mà. Địch bạn thế em tăng cơ kinh vãi luôn sao? Tăng cơ. KAC, địch bạn tao khẩu này rồi mày. Tao khẩu KAC rồi. Địch bạn khẩu này bắn như nào nhỉ? Từ để tao đứng lên trên tao đái xuống. Gần như là cái súng của mình ấy, cái độ giật của nó dễ chịu hơn nhiều nhỉ. Khẩu này khỏe đúng không? Mình sẽ gồm, mình nghĩ không chơi mấy nhưng mà thi thoảng mình bắn khô thằng em ý. Úi dồi thế. Cái độ giật này mà mấy anh em mà chơi CS:GO là phải dí. Nói chung là dí xuống dưới chân nó thì nó giật lên đầu ấy. Còn bắn truy kích mình thì là sao lại báo cho đồng đội mình là bê kia. Nhưng mà bê kia thật. Không phải ai cũng làm được. Súng như kiểu là tự em sao cho sẵn mẹ rồi. Đây rồi AK47 VIP 200 like anh em ơi, 200 like phát code anh em ơi. Slink sát. Em ơi, quay ra nhìn súng của em à. Để ra, để ra. Ồ, có bắn được không? Quay một viên chúng cứ chết. Ô, một thằng yếu. Nhớ này. Một thằng yếu rồi. Mà chúng méo đâu, chúng không phải là chết rồi mà. Đây rồi, một đầu. À cả phim luôn anh em. Chết đâu. Hai đầu. Nếu có khổ nào bắn. Được nhờ, rồi cái phim luôn. Này đừng ngại ngùng nữa. C4 đi support là nhiều súng ngon nhỉ. Trời ơi. Cái bố này là không. Cầm xe bố rồi bắn. Cục súc mấy cái đấy. À clear nhá. Còn mặt à. Có phải như thế chứ không ạ. Đấy. Cách mà xe bố đúng cách em ạ. Heaven A1 đang pick đang nhìn mini luôn. Đang nhìn mini. À, ui sao to mà em ơi. Cái đoạn đấy nó không nhảy được. Còn này à, có em ấy, này có chứ. Đùa thôi. 200 like em ơi, 200 like phát thôi. Ê lên chỗ nào, đây là Hiệp ơi. Đi. Đem ước cũng hơn 200 cái sắp à? Tao có ích. Ừ thì anh biết rồi, 200 cái sắp nhưng mà tuy nhiên là kiểu như là người ta vẫn có lợi là lượng tương tác tốt hơn mình ý. Mình như kiểu là ừ giống như kiểu còn là hết thời ấy em. Đấy, nghe như thế thì nó sẽ nghe nó đã không cân rồi nhé. Đây đều có lên được con đồng vị đồng à? Tục quá anh á, không bình thường mà. Game này cũng là game 18 cộng anh á. Đúng không? Đây là mấy cái câu nói cho lời. Như thế này thì nó bình thường. Cười anh lão bà la 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 la. Ô, cắn được à? Lại đi anh em ơi, lại đi. 200 like mình phát code anh em ơi. Phát code bảo thầy ký nước. Lên nào anh em hay quá. Qua ông này, đi theo ông này chắc chắn là uy tín. Là có mẹ thôi. Còn mày. Bao nhiêu lần chú ý góc này vừa mất. Trên đầu mình anh ơi. Nó bị kẹt kìa. Lên nào anh em hay quá. Qua ông này, đi theo ông này chắc chắn là uy tín. Đấy, kiểu giả vờ như tao chết rồi nhá. Giả vờ như tao chết rồi. Sao game cũng tải vậy đó. Em có lên cho chú ý trong VN. Còn bot thấy à? Không thấy đâu. Đang bận đi đánh nhau em à? Em vẫn chơi bình thường đấy. Xong. Ờ đầu khi mà lập nick là được RPK VIP nhưng mình nhớ là mấy giờ thì phải. À được mấy ngày. Sao thành zombie rồi. Ngon đấy chứ. Còn mẹ mày. Đéo hiểu ạ. Bố lên. Hay quá. Cho 82 anh em ơi. Tôi có thằng ở dưới này, có thằng ở dưới này. 3 ngày ở đấy. Cái thời đầu, thời xưa thì nếu mà mình lập link mới thì làm gì có súng VIP mà chơi nhảy đúng không?
Đấy, bây giờ nếu mà là có chơi lại game thì anh em lập lại lĩnh mới vẫn có nhiều Advip mà. Advip thời xưa nhiều. Advip là AK Dragon các thứ đều đúng không? AK VIP này nó nhiều vũ khí để mà hoài điểm ấy. Anh định chuẩn bị kiểu mang vinh quang về cho làng rồi. Anh nói hello hello Linh Mai nhá. Chào em. Đâu đâu hero đâu? Rất chào em. Hero đâu? Giết hai con zombie rồi. Ơ hai con hero rồi đấy. Hero đâu? Hero đâu? Hero một sao này. Anh Thành à, anh Thành à. Em tên Hoàng nha anh Thành nhá. Anh Thành đúng không? Ô kìa thề. Tên Hoàng à? Đem quên tên thật là Hoàng. Zombie phế không chịu được. Ôi, trời ơi anh em ơi, suy nghĩ sao về anh già đi bắn CSGO nhờ. Cũng phải làm thử mà làm một buổi chơi CSGO nhờ. Đợt 9 đấy. Đấy phải thể hiện kỹ năng chứ lại. À mới đánh Nova mày. Ồ mà chơi Maxi tích là chắc thủ trưởng vui à. Ồ nó tới, anh ơi. À biết rồi, biết cái cổ xanh cái rồi. Ui xôi, được chưa? Còn là biết di chuyển đấy. Đấy, di chuyển khéo ấy chứ. Đó còn là gánh tim. Đó còn là gánh tim. Lật ngay. Đây rồi, con đầu to đang dí đây, vẫn cứ leo lên đây. Mấy cái chỗ này nó bị lag không lên được. Rồi, ôi, rồi ơi, anh ơi, gọi tên của anh là nắng à. Đừng sau con này, tăng hết rồi, con này tăng hết rồi, tăng hộ. Người ta chỉ đáp bảo ok em ơi. Tăng hộ, anh em. Tăng hộ thôi. À được rồi. Xem nó anh em ạ. Cái chuyện là nếu mà hơi lúc đép mặt C4 thì nhìn có vẻ là vui hơn. Đâu, chỗ nào đấy? Đâu? Nhưng mà ở đâu? À trên kia đúng không? Bắn nốt đi luôn. Em mới mua cái skin người nhưng mà hóa thành zombie để phách nó đấy. Anh em đừng bắn em nhá. Mới mua cái skin thôi. Mới mua nhưng mà tính ra là bên Trung Quốc là có cái skin đấy thật đấy. Tức là skin do hóa người ấy. Bên Trung Quốc là có thật anh em ạ. Mua skin rồi. Yo. Nằm có chiêu này. May quá. Có đấm bên này đâu, cái đâu nhỉ? Ừ. Đấy, thi thoảng lại có mấy streamer hay là mấy youtuber người ta chuyển sang chơi kích thì lại có một lượng fan nhất định là sẽ quay trở về để hoài niệm. Nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thôi em. Người ta sẽ chơi chỉ được một ngày hai xong rồi là chắc tốt nghiệp Harvard này. Người ta sẽ chuyển sang từ từ nhá. Chơi con game người ta đang chơi đấy, kiểu thế. Không. Rất là hoài niệm anh em. Nên là đang nhá. Nên nó không phải là gắn bó hay là đam mê. Đây em chuyển sang cái đây thẩm du đây. Đấy. Đây gần như là cái chỗ thẩm du mình thấy là ngon, khá là ngon. Vì cái câu này nó có được bị trượt ý. À nhưng mà nếu mà em di chuyển ở trên cái máng này ở cái viền, cái viền máng thì được. Quá, double kill. Chứ còn là nếu mà đi giữa thì nó bị trượt. Đứng ở trên này súng giật vãi căng. Không sao. Ăn được một cốt à, chúc ghê. Bây chăn thơ mới ăn cốt xong mà nhớ like đi anh em ơi, like đi. Đây này, pick. Bây giờ mình phát được 20 cốt rồi đấy. Alo, mấy giờ mình cốt được 10 cốt. Mai Hải đang à? Anh chơi đột kích với cả CSGO đổi dấu, đổi gió. Hợp lý em ơi. Anh em nào có nick CF không nhỉ? Thì mình được sang chơi CF không? Có phải xem hơn đấy. Ôi dồi ôi, chỗ này vô mẹ địch. Chơi cái kênh của anh chơi CF ấy. Chơi CF. Mà CSGO thì anh chưa thử. Sẽ thử anh em ạ. Nghe chuyện nó cũng vui đấy. Mình thấy là CSGO thì cũng có mấy đứa biết chơi nữa. Chỉ có mình ấy. Đấy, coi như là làm một team chơi cùng nhau cũng được. Ờ, CSGO Freddy đấy biết rồi. Hiệp 12 anh em ơi. Đẹp Nguyên đang có số kill hiện giờ là 3. Với một khẩu RPK Fib số lượng đạn như này, bắt đầu chơi game bằng một tay rồi. 4 mạng cho Đẹp Nguyên. Đéo nhìn thấy cái gì cả. Trên Steam à? Anh có từng tải rồi, tức là thằng em anh ngày xưa nó cũng toàn tải trên máy anh ấy. Nó chơi máy bằng máy mình mà. Nhưng mà mình nhìn kiểu thời đấy mình vẫn đam mê chơi game quá, thế là mình không chơi. Máy đây. Nhưng mà giờ thì mình suy nghĩ lại rồi. Mẹ quả giờ mấy cái Fury bắn đúng đau đầu ấy, thật đấy. Nó có nghĩa là nó ngầu thì ngầu, nó mạnh thật nhưng mà bắn đau đầu với cả đánh. CSGO nặng lắm à? Ừ, mấy game đấy anh chơi được, mấy game đấy thì anh chơi thoải mái được em. Trung cấp. À không bao giờ hết đạn. Em quên một khẩu với cả tài khoản CF rồi à. Trước có mấy đứa gửi cho anh mấy cái tài khoản bắn CF, nói chung là tài khoản ngon ấy. Nhớ là Jin cũng có nick CF ngon phết ấy. Không biết giờ còn 20GB thì bình thường. Ui ôi, GTA gần 100GB anh em. GTA gần 100GB mình chơi còn ổn mà. Mắc cấu hình luôn, à cao, cấu hình cao được. Valorant ấy. Kìa, nó lên kìa,
Valorant nghe chữ L hơi khó. Mình chơi thử với anh em, Valorant mình chơi thử rồi. Phản ứng cánh tim. Không ăn thua là không thấy không? Đã bảo là chơi. Thứ nhất là mình cũng chơi gà nhưng mà. Súng này là súng gì ta? Cần ép ấy. 7, 6, 5, 4. Đồ TA 100 ghi à? Đấy. Hai game đấy mình còn chơi được mà. Chứ CSGO thì nó quá là nhẹ rồi. Đèn thế. Cứ đi thôi là tao thấy làm sao? Đèn như chó gắn ấy. Cái chỗ lúc nãy mà anh bảo là không bị làm đồ to nhỉ? Ừ, không bị làm đồ to chân nào. Mình sẽ không biết là cảm xúc khi làm đồ to như thế nào. Đèn như chó cắn cứ đi theo thằng nào thằng đấy làm zombie. Valorant hay à? Anh chơi mà, anh từng chơi nhiều thôi chứ. Đây rồi, chú bé. Mình xem mình còn live stream mà. Chứ không phải là mình từng chơi Valorant, công nhận game đấy hay thật. Nhưng mà kiểu mình tay chân mình nó chậm quá, mình không chơi nổi với cái thao tác nhanh. Hack the beat, Hiệp là người hay là ấy đấy. Zombie. Lại anh em ơi giúp mình lên 300 like với. Em đang định bật hả? Làm chó. Đi bạn đi tìm. Này là chó thôi còn gì nữa, zombie này. Hello An Trần nhá. Lên. Hiệp cuối các bạn để ra rồi, hiệp cuối là bị làm zombie này thì. Còn đây rồi. Chắc đời đi rồi. Làm zombie tới chết luôn. Không biết lên, có lên được không? À được, lên được. Đây rồi. Khỏe thôi, bật em lên. Đây. Áp sát cần số lượng zombie quá đông như này, một khẩu RPK VIP lá không đủ. Mà đem biên có biên thuốc giải. Có lẽ là đây là viên thuốc giải cuối cùng của đem Nguyễn rồi. KSL zombie. Ôi giời ơi. Trốn luôn, đem Nguyễn quyết định là tầm này thì đừng bỏ mặc sự đời. Núp rồi. Vẻ mặt rất là căng thẳng đây. Có lẽ là trông chờ đến giai đoạn làm hero còn đưa những 20 giây, 30 giây nữa cơ. Đồ to này, ôi ơi, đồ to đến gần kìa. Ôi đừng. Ôi giời. Mày à, mày. Nóm chưa. Mày biết mày lên gì rồi. Ây da. Mày. Trời, đeo xanh chín tí nào. 350 like phát thẻ 50k. Đúng thế rồi. Ôi thật á. Ôi đoàn Nguyễn này. đoàn 2k8 này nhờ. Nghe có uy tín nhờ. Đây để anh tin này, 350 like phát thẻ kìa. Ok, cảm ơn đoàn nhá. Bút rồi, thì cuối cùng là có sự xuất hiện của một con hero 5 sao mạnh mẽ, 5 mạng cho hero rồi. Tầm này cứ lao đầu vào là chết rồi. Đến lượt em đi. Ok, xong rồi em ơi, xong 13 hiệp rồi. Thế là một khoảnh khắc chí tặng vào đeo chém cùng Đáp Nguyên và những người đồng đội trải nghiệm một con game huyền thoại. Đấy, một con game gọi là từng làm mưa làm gió một thời. Một con game một thời như thế này. Thì cũng thực sự là cảm ơn Đáp Nguyên và những người anh em hoài niệm về một chút. Đấy. Ông này là kiểu xưa đi thi SSL rồi rốt điệu. Mình chấp hết luôn kìa. Cần hết luôn, 14 mạng. Thì tức là có mỗi một thằng là không bị sang ông... Nemo đi à? Rung 16 người mà ông giết 14 kill thì chơi bời. Nếu mà reaction nhiều nhiều này sang Nemo lại hợp lý nhỉ? Rồi, hay rồi. Em nghĩ đi em. Ok, xong rồi anh em ơi. Đấy, thế là xong. Cảm ơn... hy vọng là mình không... Hy vọng là không bị bản quyền thôi chứ còn là... Cảm ơn Đại Nguyên rất nhiều. Ok, rồi xong rồi anh em ơi. Trở lại... Content thôi. Được quá, đấy cứ thi thoảng là...